Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn có thể tham khảo về một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC sản xuất là năm 2019. Sẽ có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da của chiếc xe cũng được trang bị là màu đen. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm pha, không gặp nước. Có hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc hay là mua xe trả góp. Địa chỉ xem xe anh chị bạn có thể qua số 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn. Các hạng mục của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Cái đường nét chi tiết ở sơn si ngoại thất của chiếc xe thì cũng có phần phải sơn tỉa lại. Đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể yên tâm về khung gầm máy móc động cơ hộp số trên văn bản. Đấy, những cái chi tiết sơn si anh chị có thể tham khảo qua cũng như là phần đuôi xe. Tất cả các chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ có những cái tính năng an toàn cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảm biến, hệ thống cam lùi giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn. Còn không gian cốp chứa đồ của chiếc xe nó rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Đây là một số đồ em để ở trên cốp xe. Anh chị và các bạn có thể thấy không gian rất là rộng rãi. Có vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Cũng như xe nó cũng có trang bị gập điện hàng ghế thứ hai giúp cho anh chị và các bạn có thể gia tăng thể tích một cách nhanh chóng khi cần. Cốp thì vẫn sử dụng là cốp điện rồi. Đấy, nộp sơ cua đồ nghề thì nằm bên dưới. Tổng thể kiểu dáng của chiếc xe khi nhìn từ phía sau đây anh chị này, kiểu dáng rất đẹp và ưa nhìn. Với bộ mâm của chiếc xe trang bị mâm AMG thể thao với 5 chấu kép. Bậc lên xuống thì được trang bị là bậc cứng. Tay mở cửa thì nó có mở cửa thông minh, 4 cánh cửa, keyless go. Chiếc xe là chính chủ sử dụng từ đầu, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cho anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Đây là những đường nét về phần cánh cửa ở cánh hàng ghế thứ hai. Anh chị và các bạn có thể nhìn qua từ những phần cánh cửa đi vào với những chi tiết bọc da và những phần ốp gỗ đều là chất liệu cao cấp, mang đến cái sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Nội thất của chiếc xe đây. Đấy, những cái phần ghế ngồi, má ghế và lòng ghế của chiếc xe anh chị có thể nhìn qua. Với ghế ngồi của chiếc xe với những phần tạo múi này, rồi là tựa đầu được trang bị là tựa đầu mềm, có bệ thì tay, hai chiếc cửa sổ trời, rồi là cửa gió điều hòa trung tâm. Đấy, tính năng an toàn trên mẫu xe này thì nó rất là nhiều, để kể ra thì nó rất mất thời gian. Trong video thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn về tình trạng chất lượng của chiếc xe. Còn để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn mua xe về sử dụng thì mình hãy mang vào hãng hoặc bộ bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà nên cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc lựa chọn. Đây là những phần cánh cửa ở hàng ghế lái của chiếc xe với những hệ thống nhớ ghế 3 vị trí bên lái bên phụ đều có chức năng chỉnh điện cả. Đấy, những phần cột keo, những phần đinh tán của chiếc xe nó đều trong tình trạng là nguyên bản hết. Với những anh chị và các bạn mua xe lần đầu mà không có kinh nghiệm xem xe thì mình hãy mang vào hãng, nó sẽ check ra đầy đủ hết cho anh chị và các bạn thông tin, cũng như là kiểm tra tình trạng những con ốc nào zin không zin, anh chị và các bạn có thể dễ dàng nhận định được là xe có đẹp hay không. Và xe này thì em vẫn có hỗ trợ trả góp từ 50 đến 70% giá trị xe anh chị nhé. Với tính năng nó rất là nhiều, cam 360 hay là hệ thống vô lăng tích hợp, có lẫy chuyển số, có cần số sau vô lăng, màn hình giải trí, touchpad hay là những cái phần phím bấm chức năng, lúm điều chỉnh của chiếc xe rất là tiện ích, dễ dàng sử dụng trên mẫu xe này. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe với cỗ động cơ của chiếc xe cực kỳ mạnh mẽ và hệ dẫn động 4MATIC chứa danh của nhà Mercedes-Benz, giúp cho anh chị và các bạn vượt các cung đường lầy lội một cách dễ dàng, mang đến những cái trải nghiệm thú vị cho người dùng. Với mức giá của chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC sản xuất là năm 2019, model của năm 2020, hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ 330 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xe đã lăn bánh với quãng đường là hơn 40.000 km anh chị nhé. Đấy, những chi tiết tổng thể về máy móc, động cơ, hộp số của chiếc xe thì em cũng quay đầy đủ rõ ràng. Anh chị và các bạn cần xem rõ hơn, chi tiết cụ thể hơn,
có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi những cái phần mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu mà cần tìm hiểu. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của anh chị và các bạn.